Quý vị và các bạn đang quan sát đây thì ba dòng mic có dây của bên mình đang bán ở thị trường Việt Nam, bán chạy. Cái mic ở giữa này thì anh em biết đến, bán từ nhiều năm rồi, đúng không? Bán cái như là đầu tiên của bên mình, mic KTV dây liền, và con này độ dây khoảng tầm 5 mét, của Madigo, tay màu nâu như này, có chống lăn sẵn. Cái dọn mic ở đây à, như này. Và kế sang bên phải đây là mic Tomahawk bản côn lụa nhá, của bản cù chữ chìm. Và giá hiện tại thì cũng rất là bèo nhèo rồi, 450 một cái bao ship, dọ nó đây. Và ngoài bên trái này, ngoài cùng bên trái thì anh em thấy đây là con mic màu đen, mic Soundtrack Pro 600, mic Mỹ. Và đây là một trong những phiên bản mic hát tốt nhất của bên mình hiện nay. Và giá hiện tại cũng rất là rẻ rồi, chỉ có 900.000 đồng một cái, bao ship và liền cả một cái dây Mỹ như này. Cái dây Mỹ USA này anh em nhé, dây đen này, sải dây mic này mình bán là 350. Anh em nào quan tâm đến mic Mỹ hay mic KTV hay là mic Tomahawk ở đây, liên hệ trực tiếp bên mình để được tư vấn và mua bán. Có rất nhiều anh em thì hay hỏi rằng là mic có dây và mic không dây thì cái nào hay hơn, thì nó so sánh cũng rất là khó. Thứ nhất là hay hay không nó do tầm tiền nữa, anh em nhé, do tầm tiền nữa. Còn đương nhiên là mic dây thì nó là cái nó trực tiếp, thì cái độ dẻo của tiếng mic thì đương nhiên là nó sẽ khác với mic không dây. Mic không dây mà muốn được dẻo như mic có dây thì nó phải ở một cái mức tiền là cũng khá khá một tí anh em nhé. Và chào anh em nhé, cảm ơn anh em đã theo dõi video này.